Chúng xin chào quý các anh chị nhé và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại thì Trung đang ở trên bản Lũng Buông. Trung đang trên đường vào trong nhà của anh Pay Hâu. Buổi sáng ngày hôm nay Trung lên trên nhà của anh Pay Hâu gặp mẹ của anh Pay Hâu, hỏi xem rằng là mẹ của anh Pay Hâu có đồng ý cho anh Pay Hâu lấy chị máy hay không. Ô, xin chào anh Pay Hâu. Nước chè à? Ồ. Anh Pay Hâu đang đi chuẩn bị pha nước chè này. Ờ, em chào chị nhá. Ô, cháu chào bà nhá. Bà đang đi đâu về đây? Bà đi tìm măng về á? Ờ. Bà đi tìm măng từ sáng sớm nhỉ chị? Sáng đi rồi. Đấy á, măng đi à? Ồ, măng nhiều nhỉ? Thời gian này không có rau. Ừ. Măng này tầm khoảng một tháng nữa là không có rồi. Yeah. Bây giờ có ít dần rồi nhỉ? Bây giờ nó cao rồi, nó hạn lấy. Đấy. Để ăn nguyên lá rồi. Của mình bà đi tìm được từng này măng nhiều nhỉ? Nhiều nha. Bây giờ bà chia cho mỗi nhà một ít á. Vâng. Nhiều nhà ăn. Chia cho nhà anh Tảnh này, nhà anh Giàng này, à, nhà anh Lò Báo này. Mỗi nhà một ít măng. Bây giờ có 10 giờ rồi. Bà vừa mới đi có tìm măng về. Có măng hay không có mớ á? Dạ. Hết cả mớ rồi à, bà? Nhà chị là này cũng... Nhà con mà tí mà. Ờ. Nhà chị là này không đi làm được thuê, không có tiền mua mớ. Thế anh Báo đâu chị? Ở nhà nó ốm, đau bụng. À, anh Báo ốm à? Vâng. Bây giờ là bà chuẩn bị luộc măng ấy đúng không bà? Luộc làm trưa. Vâng. Này đi tìm, đi có xa lắm không bà? Trên cây 18 này, rừng của họ đấy. Trên cây 18 à? Ừ. Ủa, mình đi sang bên kênh núi thì chưa về không? Vâng. Bên Lũng Cá xa lắm. Ừ, bên Lũng Cá thì xa hơn trên cây 18 đúng không? Đúng rồi, anh Thắng lên đào ấy. Ừ. Làm đường ấy. Bên xa hơn. Ừ, chỗ anh Mạnh làm đường nhưng mà chỗ đấy thì nó lại gần chỗ cái đường mà anh Mạnh đào đấy luôn rồi. Nó ở sát đường thì tìm cũng dễ mà chị. Xe máy vào đến nơi. Nhưng mà bên đường dốc lắm, không đi đường được. Đường dốc lắm à? Có đoạn nó dốc lắm. Ờ, không đi xe được à? Chị phải đi bộ. Phải nhờ. Không dám đi. Ừ. Trên cây 18 này thì nó ở sát đường luôn hả chị? Cây 18 này ngay đằng sau nhà. Gần 18. Ừ, thế thì đi gần nhỉ? Ở đấy gần. Ừ. Thế bà đi bộ đi á hay là như nào? Sáng nay chắc cháu Sự đưa đi à. Con của anh Xín ấy. À. Con của chú Xín ấy, em Sử đúng không? Ừ. Đấy, bà ấy, nhặt vỏ chai được nhiều nhờ. Vỏ chai này bà nhặt về bà không bán à bà? Chưa bán à? Ừ. Bây giờ họ biết thì họ đến tận nhà mua mà. Có người về nó bảo một cân cho 2.000 này không mua, không bán. À, mua một cân là mua 2.000 à? Một cân nó bảo nó cho 2.000 nó bảo không bán. Ờ. À. Thế mọi lần là bà bán là ở tận đâu? À, con gái mang đi Hà Giang thì nó bảo được 4.000. À. Nó bảo đi Hà Giang thì được một 2 gói 10.000. Ừ. Dĩ nhiên rồi nhà chị nhỉ, đi ngoài Hà Giang thì được nhiều hơn rồi, chứ bây giờ là họ lên đến nhà mua thì kiểu gì họ cũng phải được lái một tí họ mới mua chứ đúng không? Ừ. Người kinh về thì một cân nó cũng trong 3.000 nhưng mà có một ông ở trên Mân Tân người mình thì nó bảo một cân nó cho 2.000, ta bảo út thế thì mình đuổi kiên thì mình bán cho mình. À thế à? Này chị đèo đi xuống thành phố chỗ đoạn dốc dài ấy chị. Vâng. Ở chỗ đấy là họ thu mua mà. Ở đấy họ mua này. Ừ, đấy, mang đi bán cho bà. Chỗ này được tầm 3 tải ấy nhờ chị nhờ. Đều à, 2 tải to thì mới bỏ đi. Ừ, thế mọi ngày là bà đi thả trâu xong là bà đi nhặt hay là như nào? Không. Bà nhặt được nhiều thế. Lên nào đi đường to thái một cái hai cái thì nhặt là mình không có thời gian đi thôi. À thế à? À. Vâng. Ủa, tay bà bị sao đây? Đi cắt quả trâu đấy. Ôi, ấy xuống hết tay kìa. Ôi. Hôm nọ
con gái nhà đi, hai ba lấy. Ui, cái này sợ nhiễm trùng ấy bà. Bà rửa nước muối đi nhá. Khỏi một tí được. Ừ. Anh bay hầu tuần ở nhà ấy, cho anh ấy đi giúp. Nó bảo nó không có vợ, nó không đi mà, nó còn tức đấy. À, nó bảo là phải có vợ nó mới đi à? Không có vợ nó không đi à? Nó bảo không có vợ thì nó không biết đâu, nó không đi. À, hôm vừa rồi là giận anh lò báo ấy. Anh hôm ấy kéo chi máy về nhưng mà anh lò báo ngăn lại thì anh ấy tức. Đấy, bây giờ là không đi với anh lò báo nữa. Nhưng mà cũng phải từ từ chứ, đúng không? Anh bay hầu lên một phát kéo về luôn thì sao được. Bà nhá, gì cũng phải từ từ chứ. Ừ, thế chứ bây giờ một chốc một lát mình lên kéo thì sao mà kéo được. Đấy, có phải con trâu con bò đâu, đúng không? Ba nhá. Có người thích ở thì dạo bác một tí nó có về thôi. À, thế vừa rồi là bà xem video chưa? À, xem. Ừ, thế bà thấy như nào? Vừa ý bà. Có vừa ý bà không? Có, nhưng mà sợ nó còn không thích về. À, sợ không thích. À. Tức là sợ chị máy không thích về đây. À. Cái đấy là duyên ấy, giữa anh Pai Hầu với chị máy nữa cơ. À. Đấy, xem là như nào. Đấy. Trung thì lên trên nhà của chị máy được 2 lần rồi. Đấy, một lần là cho anh Pai Hầu gặp mặt, còn một lần là lên trao quà của cô Mai ở dưới Hà Nội. Đấy, ăn bữa cơm trưa, anh Pai Hầu nhiệt tình lắm, chăm chỉ lắm. Đấy. Còn chị máy thì vừa rồi Trung cũng muốn là cho chị máy thu xếp thời gian ngày nào xuống nhà của anh Pai Hầu ấy thăm nhà. Đấy, chị máy thì cũng phản ứng lại là cứ từ từ, chưa biết được. Với lại cái công việc bận như bà ấy, chị máy thì quanh năm suốt tháng đi làm nướng giấy rồi, với lại lấy cỏ cho bò, rất là bận. Bà đồng ý gì bà? À, sợ nó không thích về ở với mình thôi. À, sợ không thích về ở với mình. À. Rồi. Đấy, thế là bà là đồng ý rồi. Bây giờ là cốt lại chỉ có là bên chị máy nữa thôi, đúng không? Đấy. Mà bên chị máy đó thì phải chị máy cũng đồng ý, đúng không? Đấy, mình làm sao đi kéo về được nhà chị nhà. Ít người thôi, nó chưa nhìn thấy thì sợ nó không nhất trí thôi. À, đấy, như anh Pai Hầu thì bây giờ có hẳn 2 ngôi nhà nhà. Đấy, một ngôi nhà là anh Nguyễn Tất Thắng này, kết nối cùng với lại cô bác Mạnh Thường Quân này, giúp đỡ gia đình bà Pai Hầu này, xây một ngôi nhà rất là đẹp rồi. Đấy, còn một ngôi nhà ở trên là bên nhà nước. Đấy. Xây cho ông bố của anh Pai Hầu rồi. Wow. Bây giờ thì ông cũng đã mất thì cái nhà đấy bây giờ bỏ không thôi, đúng không? Mình ở một nhà thôi. Ừ, ở một nhà. À, không biết ở hai nhà. Ừ. Thế cái nhà ở bên cạnh ấy là ít nữa là dỡ gì hay là vấn đề đây? Bà. Bọn nó làm chuồng gà nhưng mà bọn nó chưa làm. À, ít nữa làm chuồng gà đấy á? Ừ. Đi làm chỗ khác. À. Bọn nó chưa có thời gian. À, dỡ đi làm chỗ khác? À. Anh Tành à? Vâng. Cái đấy được 2 gian nhà bà nhỉ? Cũng rộng ấy nhỉ? Ừ. Vâng. Làm chuồng gà thì cũng làm hiện đấy. Vâng. Nhưng mà bọn nó có chưa chứ. À, ấy à, đấy. Anh Pai Hầu vừa bấy được chuột à? Nó chạy đi rồi. À, mới được cái chân của nó không à? À, chân to nhỉ? Ừ. Thế mấy hôm nay không đi xem bấy à? Toàn ở nhà không à? Thích chèo. Thấy có. Đấy. Hôm qua đi xem bấy không được à chị? Hôm qua đi xem em về nhà chị mà em bảo không có. Ừ. Ở trên này em thấy là hình như là vừa mới được bò về nuôi đấy phải không? Vâng. Mỗi hộ là được 2 con à? Mỗi ai nếu nuôi được thì đăng ký 4 con, nuôi không nội thì đăng ký 2 con này. À. Đăng ký 2 con. Mà nhà chị đăng ký mấy con? Chị lấy 2 con ạ. Lấy 2 con. Ừ. 2 con bò với lại là 2 con trâu nữa là 4 con. Ừ. Chị đi chăn à hay là lấy cỏ cho nó? Con bò thì chị lấy cỏ cho con trâu để thả đi chăn thôi. Ừ. Vất vả ấy chị nhỉ? Bây giờ con về thì hôm nay mới được ngồi tí, mai thế. Con đi rồi lại đi làm suốt. Ừ, đấy, ngày ngày phải đi lấy cỏ này, vất lắm, không đơn giản đâu. Mệt lắm, con phải cố đi. Thế con gái cả của chị đâu? Quay đi rồi. Hôm qua đi lên nhà chồng nhỉ? Vâng.
À, nhà chồng ấy ở tận đâu nhỉ? Nhà chồng ở Bảo Lâm, Giáp, Long Mê. À, ở Bảo Lâm, Bảo Lạc đấy đúng không? Ừ, cũng là người dân tộc Mông. Ừ. Thế là anh chị đi lên trên đấy chơi lần nào nhỉ? Xuống chơi một lần rồi. Đi lên trên đấy chơi một lần nhỉ? Không, thông ra bên kia xuống đây thôi. À, thông ra nhà trai trên kia xuống đây rồi, còn anh chị chưa đi lần nào. Ô như này thì như bố mình là bố mẹ là phải đi lên trên đấy thăm nhà cửa xem như thế nào chứ chị. Nhưng mà hôm nay đi không có ai chăm gia đình, không có ai, chăn bò. Đúng rồi, bây giờ là phải thu xếp được người ở nhà đúng không? Đi đường xa như này ít nhất cũng phải tầm khoảng 2 ngày mới về nhà. Ừ. Con gái bà đi hội chồng ngu nhưng mà không có thời gian đi. Ừ. Con gái của chị là năm nay là mười mấy tuổi rồi? 17 tuổi rồi. 17 tuổi đã. Ừ, sang năm nhờ là đủ tuổi để kết hôn rồi đúng không? Để đủ tuổi thôi. Ừ. Đúng rồi, đủ tuổi đã chị ạ. Bây giờ chưa đủ tuổi là không được đâu. À. Thế mấy hôm vừa rồi là con rể xuống đây à? Con rể năm nay bao nhiêu rồi? Mười mấy tuổi? 18 tuổi rồi. 18 tuổi à? Ồ, thế con rể sang năm vẫn chưa đủ nhỉ? Phải sang năm nữa. Ừ. Thế là hai bên là đồng ý cho hai cháu đi lại gì? Cho đi lại. Ừ. Con gái nó về đây được một tuần rồi, hôm nay mới về. Ừ. Còn học hành ở dưới đấy là bỏ rồi. Bây giờ nó không học. Bây giờ không học nữa à? Ờ. Bảo đi không đi rồi, biết làm thế nào được. Ừ. Đấy. Yêu đương ấy, nhờ. Ừ. Bố mẹ lo sau này không được. Nhà đấy, cứ bồng bột như vậy thì bây giờ là thích nhau thôi. Đấy. Còn về sau này nữa còn không biết được như nào. Em thấy là người dân tộc Mông của mình ấy là lấy chồng lấy vợ rất là sớm. Đấy. Rồi là lấy được một thời gian thì lại bỏ. Đấy. Mà nhất là có đứa con ấy về nữa thì khổ nhất vẫn là đứa con thôi. Đấy, bỏ nhau rồi là sang bên Trung Quốc. Cháu lại đưa về cho ông bà này là khổ cho ông bà. Ừ. Ô mày không đi xem bấy à? Không đi à? À uống nước à? Họp bê à? À phản nước chè rồi. Chị vào uống nước chị. Tôi sắp tới này thu xếp lên trên nhà con rể là xem một lần. Thắm nhà thắm cửa chị nhá. Ừ, đấy. Ui rồi, cháu của nhà bao nhiêu đấy? Nhà chị hai con. À, của nhà chị cũng về nhốt ở đây à? Buổi trưa nhốt ở đây, tối rồi. À, thế bây giờ là nhà chị là mang bò về, cái chuồng bò đấy là hẹp quá hay như nào, đúng không? Chắc là chuồng bò hẹp quá. Vẫn có hai gian nhưng mà buổi trưa là bò chung một tí. Tối là dân phòng kia. Ừ. Anh thấy hầu phả nước chè. Hôm nay không đi xem bay à? Không đi rồi. Hôm qua vừa đi. Lâu lắm. Anh bé hầu ơi, chị nhỉ? Trước chị ở cùng với lại anh đấy là từ lúc bé là đã như vậy rồi hả chị? Vâng, lớn lên thì nó như thế rồi. Đâu có đọc mà đọc đọc. Ừ. Anh Pai Hầu nói như này thì chị biết nghe hết đúng không? Biết mà. Ừ. Có lúc nó còn quát mình. Ui dồi, có lúc còn quát má à? Đâu có đọc, đâu có đọc, đâu có đọc. Báo à? Anh Báo à? Đấy, tức ấy. Nói đây anh Báo là tức ấy. Ờ, hôm vừa rồi kéo chị máy về anh Báo ngắn lại tức ấy. Hôm mấy một mạch về nhà luôn. Ồ, nước chè ngon chưa? Đấy. Pony à? Báo à? Anh Báo chán quá. Đúng không chị? Phải không? Đang tức à? Ui dồi, con chó của ai kìa? Của nhà chị. Con chó của nhà chị á? Vâng.
Ô, nhà chị vừa mới mua về là như nào? Vừa mới mua về. Vừa mới mua về à? Ờ. À. Đấy, hôm nào thu xếp thời gian là cho chị máy đấy, ra nhà của anh Tay Hầu chơi một chuyến này. Đấy, chị máy vừa rồi thì nói là bệnh quá. Đi lấy cỏ bò thứ nữa không có thể ra được. Còn con của chị máy thì học ở điểm trường bên dưới này, cách nhà anh Pè Hầu tầm khoảng độ 6 cây. À, học cùng với lại con của chị à? Con chị biết là à. Mà con của chị là năm nay là mấy tuổi? 4. Đúng rồi, lớp 4. À, chú cũng học lớp 4. Con của nhà chị năm nay lớp 4, con thứ 3 ừ. Lớp 5. Mà mấy tuổi rồi con của chị ạ? Năm nay 9 tuổi rồi. 9 tuổi à? Cháu chúa đến năm nay 14 tuổi, đang học lớp 4. Đấy, cháu chúa đấy là vừa rồi là đi học muộn. Đấy. Ngoan lắm, chúa đấy. Ngoan lấy phép lắm. Chị ngồi đem nước này chị. Ôi trời ơi, trời nắng như này anh Pè Hầu ấy, mặc hẳn hai cái quần liền này. Đấy, oách xò lách chưa? Lạnh quá. Ồ, thế không đi lấy củi rồi à? Đi lấy củi về bán à? Ờ. Đang nói gì hả chị? Ừ, ui, anh Pè Hầu nói thì chỉ có là nghe được 1-2 từ rồi, không có thể nghe được hết. Đấy, con của anh Tảnh ấy, đáng yêu nhỉ, con anh Tảnh ấy. Đang vừa ra viện á? Vì sao? Hôm nào cũng ho sốt. Ờ, hôm vừa rồi ho sốt à? Vừa đi viện được 1 tuần. Ơ, em Dư ở trên này lấy bò về nuôi chưa nhỉ chị nhỉ? Chẳng biết được chưa? Chắc chưa lấy đâu. Chưa lấy về á? Chuồng bò em qua thấy đống gạch rồi là đống cát thì vừa xây xong nhỉ? À, chút nữa lên xem chuồng trại của em Dư xem mà xây xong chưa. Em đấy thì đi làm ở bên thủy điện rồi. Cái công trình là giao lại cho thợ làm, em mới thuê. Cũng một thời gian thì chúng không đến đây. Đấy, chuồng trại cũng đã xây xong rồi. Wow, nước ngon quá. Cảm ơn anh Pè Hầu nhá. Hôm nào đi tiếp nhá. Hôm nào đi. Đi xong là cho xuống đây. Ồ, cho xuống đây xong là xem nhà cửa nhá. Cốt bây giờ là chị máy thôi. Đấy, chị máy xem như nào. Đấy, nếu mà chị máy mà đồng ý là quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà sợ là chị máy không đồng ý. Thôi, cái đấy là cũng do duyên số nha. Đấy. Còn anh Pè Hầu với bà là nhất trí rồi. Đấy, bà còn sợ là chị máy không xuống đây thăm nhà. Ấy, mua tre à? Mua tre à? Ô, cái gì đây? Rào đấy, ấy rào đồ ấy, đi xem bẫy này, đi lấy củi này. Úi rồi ôi, giường anh Pè Hầu ấy, úi rồi ôi, giặt đi. Hả? À, giặt đi xong là gấp gọn vào. Ồ, ná. À, anh ná ngủ đây à? Thế anh Pè Hầu ngủ đây, ngủ đâu? Ngủ đây á? Anh Pè Hầu đang nói là anh ná tôi mình ngủ đây. Rồi. Ê, bà đi đâu rồi? Không thấy bà rồi. Mùi tre à? Mùi tre à? Đấy, sáng nay bà phải đi lấy cỏ vậy đây.
bà làm mọi việc, anh Pay Hầu thì chẳng làm gì cả, toàn đi lấy củi với lại đi xem bẫy thôi. Ê, con gà to chưa? Gà nhà anh Giàng. Ồ, anh chào em. Dốn đi đâu rồi em? Dốn lại đi tour à? Thế đi tour là đi mấy hôm mới về à? 4 ngày. 4 ngày à? Thế vừa rồi thấy bảo làm hộ chiếu mọi thứ, bảo đi sang bên Trung Quốc mà. Giờ không đi nữa. Sửa chưa lấy được. Thế em dốn lấy được chưa? Lấy được rồi nhưng mà sửa chưa lấy được. Lấy được rồi à? Thôi còn em ở nhà ấy, trông cái đứa này nhá. Bé tí nữa đang được có hơn tuổi này. Đấy, bỏ chỗ bà ngoại mà bà ngoại thì chả biết đi xe nữa. Đấy, lúc ốm đau thì sao đúng không? Lại không biết nói tiếng phổ thông nữa, rất là khó. Đấy, hai vợ chồng thì một người đi làm, còn một người ở nhà trông con với lại là xem chuồng trại như nào đi. Đấy, nuôi thêm lợn rồi là nuôi gà. Đấy. Còn dê thì ở khu vực này thì đất hẹp quá. Đấy, không có thể nuôi được rồi. Có nuôi được cũng phải trồng nhiều cỏ đúng không? Mấy hôm nay dồn con đi xuống dưới đấy xem dê không? Có. Thì thoảng xuống xem dê nhá. Vâng. Rồi là ít nữa là khi nào mà thu ngô xong là đất rộng thì lấy dê về nhá. Em chào chị nhá. Xem mà. Vâng, sẽ em để bên kia. Xem mà chuồng trại của em Dư. Ô, anh chào em. Em đang làm gì đây? À, đang vun ngô à? À. Đấy, vợ của em Dư này trồng được nhiều rau nhờ. Đấy. Sắp chuẩn bị lại có quả đậu ăn rồi. Đấy, bên kia thì rau cải, mà rau cải bây giờ thì cũng đã già rồi. Đấy, già hoa rồi. Đấy. Bắp cải bị sâu ăn nhiều nhờ. Em nhờ. Thế bây giờ cái hoa cải này chuẩn bị là chặt được chưa em? Chưa chặt được á? Hạt chắc rồi chặt xong là lấy giống thì chuẩn bị là cuối năm lại tiếp tục trồng tiếp nhờ. Đấy. Chuồng bò nhà em Dư này. Đấy. Máng cho bò ăn này. Đấy. Lấy cỏ lấy nước cho đây. Hôm nay thơ nghỉ à em? Thơ không làm nữa à? Chiều mới về lập á? Này là em Dư khoán cho là làm cái chuồng này là hết bao tiền đấy? Hết 5 triệu à? Thế lúc nào mới nhận bò về nuôi đấy em? Mà nhà em là đăng ký lên mấy con? Cũng không biết à? Thế muốn đăng ký mấy con cũng được hả em? Cái đấy là do tiền của mình mua xem đủ bao nhiêu con thôi. Ô, cái mua bò này là tiền của mình á? Tiền của họ, họ cho 3, 8 triệu hay sao ấy. Cái đấy mình đi mua bò xem nó giá bao nhiêu, sau mình mua xem số tiền đấy đủ mấy con. Tức là tiền đấy là cũng của nhà nước. Của nhà nước hết. Đấy, nhà nước cho mình xong là cái tiền đấy là mình mang đi mua bò đúng không? Chương trình này là như nào? Tính về mấy năm thì hoàn trả? 3 năm. 3 năm à? Vâng. 3 năm là trả cái tiền mà mình vay về đấy á? Vâng. Trả hết à hay là trả một nửa thôi? Trả một nửa thôi em. Trả một nửa thôi à? Vâng. Thế em chả hiểu nữa, em không đi hỏi, em cũng không hiểu. Cái này thì thấy nhà của anh Giang là cũng mang bò về nuôi rồi mà.
Đấy, với lại nhà của anh Lò Páo đấy, cũng mang bò về nuôi rồi. Ừ. À đấy à. Ừ. Sâu nhiều nhỏ. Đấy. Bắp cải sâu ăn hết rồi. Ừ. Nhà em nuôi nhiều lợn không? Không nuôi lợn à? Ồ thế rau bắp cải này phí nhỏ. À. Bởi vì là cái lá này lấy cho lợn thì tốt lắm này. Lấy cây đào của nhà em này à em? Của nhà em dôn à? À. Nhiều quả nhờ, xài á. Cái em dư cái ngày mà anh chở vật liệu lên đấy là tối hôm đấy đi làm luôn à? Đi làm luôn hả? Ừ. Em dư chịu khó nhờ, toàn đi làm bên thủy điện. Không đi làm lấy cái gì. Đúng rồi, phải chịu khó vậy em ạ. Vâng. Chứ bây giờ cả hai vợ chồng ở nhà thì cũng không biết làm gì không đúng không? Làm cái gì với lại cả con cũng cả đơn lớn kia cũng toàn lớn sứa thôi thì không đi làm thì không biết lấy cái gì về nuôi con. Phải cố đi làm. Ừ. Thế thì thoảng thời gian này có hay vào nhà ngoại không? Có mà, vẫn hay vào nhà ngoại nhưng mà mấy hôm nay. Ừ. Thế vợ của em dư này tên gì nhỉ? Máy. Tên máy á? Vâng. Ai à, cũng tên máy à? Do bố mẹ đạt đó. Ừ, thế máy năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 21. 21 tuổi rồi à? Vâng. Ừ. Còn em dư cũng hai mấy thôi nhỉ? Em dư á? Ừ. Năm 95 thì năm nay cũng gần 30 ấy nhỉ? Vâng. Ừ. Vâng, thế á, em này là có anh em với lại vợ của anh Páo Hói ở bên bản Lũng Cáng không? Ở bên bản Lũng Cáng á? Ừ, bởi vì là anh thấy em với lại vợ của anh Páo là ở cùng ở cùng bản Lũng Khỏe mà. Vẫn gần nhà mà. À, cũng ở gần nhà luôn à? Vâng. À. Đi thì còn đến nhà em trước ấy. À. Đến nhà vợ của Páo kìa. Ừ. Đến nhà em trước. Ừ. Ừ. Tối hôm qua mới về mà. À, dư đang ở nhà. Vâng. Hai ngày hôm vừa rồi thì trời mưa rất là nhiều. Đến ngày hôm nay thì trời bắt đầu nắng rồi. Ở đây là đất của nhà em hết á? Rộng nhờ. Ui ôi, chỗ này em phun thuốc trừ cỏ à em? Ui ôi, chỗ này thì lần sau em giấy đi em ạ. Ừ, bởi vì là nhà em có con nhỏ như này thì em lại phun thuốc trừ cỏ này độc hại lắm. Trời ơi, đấy, phun thuốc trừ cỏ ngay gần nhà luôn này. Đấy, nhà thì lại có trẻ con nữa, nguy hiểm chưa? Chúng lên trên bản thì thấy bà con là phun thuốc trừ cỏ là rất là nhiều. Đấy, nhất là phun ở gần nhà ấy. Đấy, đấy, ở dưới này là bò của anh Giang. Đất nhà em dư này rất là rộng này. Nhà em dư này to chưa? Ồ, nước nhà em về nhiều nhỉ? Nước thoải mái này. Đấy thì gần thùng lũng 17 nên nhất là vào mùa mưa nhỉ, nước nhiều lắm. Ở phía ngoài này là nấu nướng ở đây hả em? Dạ, vẫn nấu ở trong mà. Ờ. Có đun nước tắm thôi. Ừ. Đấy, chúng đến đây rất là nhiều, chưa vào nhà em dư lần nào. Ừ, anh chào em nhá. Vâng. Đấy, vào trong nhà em dư thăm nhà thế nào. Đấy. Ừ. Một mình em dư mà em tự lập này rất là chịu khó gì nữa. Đấy, một mình hết tự đi làm này, kiếm tiền này, xây nhà mọi thứ này là quá tuyệt vời rồi. Ô xin chào. Đấy, đứa này nghịch lắm nhờ. Ừ. Đấy. Đấy, vừa rồi em dư ấy. À, cái phòng bên này là nấu nướng này hả em? À, tạm thời là
để làm nhà bếp nấu nướng ở đây đúng không? Đấy, chứ ở đây là vừa rồi là em làm hai phòng nhỉ? Ừ, một phòng là ở đây này, còn một phòng là ở bên này. Đấy, ngôi nhà của em Dư này là cũng như nhà của Trung vừa rồi là xây cho nhà của anh Lùng và nhà của chú Sùng Páo. Đấy, nhà của em Dư này xây rộng hơn rất là nhiều. À, nhà của em Dư này vẫn có một cái cột ở dưới nhà. Vâng. Ừ. Đấy, cột này là nhựa à em hay là bằng bê tông luôn đấy? Bằng bê tông luôn à? Quá chưa. Em Dư, thế buộc cái áo này vào để làm gì đấy? Phong tục là thế à? Nhà nào cũng vậy à? À. Đấy, buộc áo vào. Đấy, rồi là mỗi một năm là thầy tờ giấy này một lần này. Đấy, dán cả cửa này này. Đấy, chúng bảo rất là nhiều nhà ở trên bản người dân tộc Mông ấy, nhà nào cũng vậy. Đấy, nhất là để cái cột ở dưới này, này. Đấy, như nhà anh Lùng và nhà chú Báo thì không có cột, nhưng anh Lùng thì vẫn lấy một cái cây về làm cái cột giả. Với lại ở bên trên này, cửa ra vào này có một cái tấm vải nhỏ. Ồ, đứa này trộm vía nhỉ? Được mấy tháng rồi em? Được 6 tháng. Ờ, gái là trai đây? Con gái. Gái à? Ây da, một gái một trai, nhất hai vợ chồng nhá. Đấy, điểm 10 thôi. Đấy. Một gái một trai luôn. Em Tư vừa rồi mua đất ở đây rộng nhỉ em Dư nhỉ? Vâng. Đấy. Cái sân của em Dư này ít nữa là đổ một lượt bê tông nữa nhỉ em Dư nhỉ? Vâng. Đấy. Đổ ngay trước mặt này đủ một phần nào đó thôi. Đấy, còn ở phía bên ngoài kia là trồng rau em Dư ạ. Em ừ. Xong là ít nữa bảo vợ là chịu khó mà vun đi em ơi. Đừng phun ở gần nhà nhá. Đấy. Về, em về thì thấy nó phun rồi. Nhất là nhà của em này, có con nhỏ này. Rồi là cái hướng gió bay lên chỗ nhà anh Giang này. Nhà anh Giang thì kể cả không có con nhỏ mà rất là độc hại. Không chịu cỏ này ấy. Đấy. Cho nên là lần sau là không nên phun ở gần nhà nữa. Không. Em đi lên nương lên giấy thì không nói, nhưng mà em phun ở gần nhà thì không nên phun đâu em ạ. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Đấy, rào cái lưới này lại đỡ trẻ con ra ngoài nhờ. Ừ. Đây ngang của nhà em đây à? Đây ngang nhà em à? À thế à? Ừ. Ừ. Bên trong nhà là đun bếp ga, còn ở ngoài là bếp củi nha. Vâng. Ừ. Đấy, chúng cũng vừa mới lịch trình nhà của anh Pay Hâu, gặp mẹ của anh Pay Hâu với lại anh Pay Hâu. Mẹ anh Pay Hâu thì đồng ý rồi, chỉ sợ là chị máy không sang nhà chơi cũng như là không lấy anh Pay Hâu thôi. Đấy, còn về vấn đề mà chị máy ấy, với lại anh Pay Hâu có thể tiến triển xa hơn nữa thì đó là bây giờ tất cả là ở chỗ chị máy thôi. Còn chị máy không đồng ý thì chúng cũng chịu, vì là không có thể ép buộc được chị máy với lại anh Pay Hâu được. Đấy, vừa rồi thì chúng vào hai lần thì chị máy cũng nói là cứ từ từ rồi là ừ này nọ thôi. Đấy, chị máy cũng chưa nói là không thích anh Pay Hâu, rồi là dứt khoát là không cho anh Pay Hâu lên chơi nữa, rồi là mọi thứ. Tức là anh Pay Hâu vẫn còn có cơ hội. Đó. Thì có rất là nhiều cô bác cũng gọi điện về cho Chung. Đó là hỏi xem là ví dụ như là không lấy anh Pay Hâu ấy, liệu là chị máy có thể là xuống Hà Nội, rồi là xuống Thái Bình, xuống Thanh Hóa, rồi là xuống Tuyên Quang làm vợ được không? Nhưng mà cái đấy là do chị máy thôi. Đó. À, em Dư thì em đây cũng đã làm xong chuồng trại rồi, chuẩn bị
mang bò về nuôi. Rất là mừng cho gia đình nhà em Dư. Bây giờ thì cũng muộn rồi, chúng chuẩn bị đi về. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo.